Chào các bạn nha. Bữa mình hướng dẫn các bạn làm nguyên liệu quay. Bữa nay có gió mình ra mình thả nè. Đó, chịu lên nè. Gió yếu quá mà cũng lên được. Gió yếu mà cũng lên được các bạn. Từ từ cắt lên nữa. Đó, mình đang ro nha. Gió yếu quá. Yếu gió quá, chắc hạ quá. Hết gió à. Hết gió à mấy bạn à. Yếu gió quá, hạ rồi. Rồi. Này không có gió. Cái diều này nhẹ gió. Diều này diều én. Thì đây bàn nè. Lên thì quá đầm. Chiều này thì nhẹ đầm. Này gió yếu quá, mần gió hôm qua. Vậy là mình làm con vừa quay nó đã lên rồi nha. Mình thấy sao nó khó lên quá mà thả nó cũng lên. Diều này thì nó nhẹ gió quá, nó đầm. Im gió quá, im. Rồi, video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đăng ký theo dõi nha. Rồi, xin chào tạm biệt.